đáng chú ý ngày hôm nay được mang đến bạn với kênh youtube Báo Việt Nam Net. Sau đây là những thông tin chính. Theo AVA Pro, ngày 24 tháng 6, truyền thông Nga đã đăng tải đoạn video ghi lại cảnh quân đội nước này dùng bom dẫn đường để tập kích một căn cứ quân sự Ukraine ở hữu ngạn sông Dnipro, vùng Kherson. Trong đoạn video, có thể thấy các vụ nổ lớn liên tục xảy ra sau khi đòn tấn công chính xác của Nga đánh trúng mục tiêu. Hiện, chưa có báo cáo cụ thể về thương vong trong vụ tập kích, nhưng căn cứ của Ukraine đã bị hư hại nặng. Giới quan sát nhận định, quân đội Nga đã sử dụng các loại bom gắn mô đun hiệu chỉnh UMPC trong cuộc tập kích. Mô đun hiệu chỉnh trên các loại bom lượn của Nga có thiết kế tương tự với bộ điều khiển dây đam ơ của Mỹ, bao gồm hệ thống dẫn đường quán tính và hệ thống định vị GPS nhằm đảm bảo độ chính xác. Ngoài ra, nó còn có một thiết bị giữ ổn định và các cánh nhỏ cho phép quả bom điều chỉnh hướng bay khi tiếp cận mục tiêu. Hiện, Moscow thường sử dụng hai loại bom dẫn đường chính là FAB-1500 và FAB-3000. Ưu điểm của các loại bom kiểu này là chúng có thể tấn công chính xác từ khoảng cách xa, giúp các máy bay của Nga không cần di chuyển quá gần vào mục tiêu, tránh được các nguy cơ từ hệ thống phòng không của đối thủ. Trong gói trừng phạt thứ 14 được công bố hôm 24 tháng 6, EU đã đưa thêm 69 cá nhân và 47 tổ chức liên quan đến Nga vào danh sách đen cũng như áp các lệnh cấm đối với việc vận chuyển khí đốt tự nhiên hóa lỏng và hệ thống thanh toán ngân hàng của xứ sở Bạch Dương. Cho đến nay, Brussels đã ban hành các biện pháp trừng phạt hơn 2.200 cá nhân và tổ chức Nga bị cáo buộc có hành động phá hoại hoặc đe dọa đến sự toàn vẹn lãnh thổ, chủ quyền và độc lập của Ukraine. Theo đài RT, trong một thông cáo phát đi ngay sau đó trong ngày 25 tháng 6, Bộ Ngoại giao Nga cáo buộc các hành động của EU là bất hợp pháp từ quan điểm pháp lý quốc tế vì chúng được thực hiện mà không thông qua Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc. Moscow tin các biện pháp này hoàn toàn vô ích và chỉ làm suy yếu lòng tin của các quốc gia chiếm đa số trên toàn cầu đối với EU, nhà chức trách Nga lưu ý, đáp lại những động thái không thân thiện của EU, Moscow đã mở rộng đáng kể danh sách những người bị cấm nhập cảnh vào lãnh thổ Nga. Trong đó có các thành viên của Hội đồng châu Âu, các nhà lập pháp của các nước thành viên liên minh và các phái đoàn quốc gia tại Nghị viện châu Âu. Theo Bộ Ngoại giao Nga, lệnh cấm còn được mở rộng, áp dụng đối với cả các cơ quan, doanh nghiệp, cá nhân chịu trách nhiệm cung cấp viện trợ quân sự cho Ukraine những người liên quan đến nỗ lực truy tố các quan chức Nga, những người ủng hộ việc tịch thu tài sản bị phong tỏa của Nga và giao chúng cho Ukraine, cũng như các nhà hoạt động phi chính phủ tham gia vào hoạt động tuyên truyền chống Moscow. Theo Pravda và The Guardian, trong bài phát biểu qua video hàng đêm tối qua, ngày 24 tháng 6, ông Zelensky cho biết, chuẩn tướng Andriy Hanatov, đã được chỉ định thay thế Trung tướng Yuri Sodo mà không đưa ra lý do cho sự thay đổi này. Ông Sodon đã bị cách chức ngay sau khi lãnh đạo trung đoàn Azov nổi tiếng của Ukraine, ông Bodan Krotevich gửi một kiến nghị lên cơ quan điều tra nhà nước SBI Ukraine, kêu gọi điều tra Trung tướng Sodon. Chỉ huy này cáo buộc tướng Sodon lạm dụng quyền lực, chỉ huy quân đội kém cỏi dẫn tới việc Ukraine mất lãnh thổ và khiến nhiều lính Ukraine thiệt mạng ông Boda Krotevic tuyên bố sẵn sàng ra làm chứng. Tất cả các quân nhân đều hiểu tôi nói tới ai bởi 99% quân đội ghét ông ta vì những gì ông ta đã làm. Sau khi thông báo thay thế được Tổng thống Zelensky đưa ra, ông Krotevic viết trên Telegram như sau «Hanatov là một sĩ quan rất giỏi. Tôi hy vọng tin tức ở mặt trận sẽ khả quan hơn». Trung tướng Sodon được bổ nhiệm vào tháng 2 năm 2023 trong cuộc cải tổ quân sự gây tranh cãi, trong đó đại tá Oleksandr Suski thay thế tướng Zaluzhny, một tư lệnh nổi tiếng nhưng có mối quan hệ không mấy êm đẹp với Tổng thống Ukraine. Ukraine gần đây đã thực hiện một số thay đổi quân sự khi nước này muốn thay đổi tình thế trong bối cảnh quân đội đang ở thế phòng thủ. Tướng Sodon lãnh đạo các lực lượng trên bộ ở phía đông và phía nam Ukraine, trong khi tướng Hnatov giữ chức phó tư lệnh Bộ Chỉ huy tác chiến Pivden miền Nam kể từ năm 2022 và đóng vai trò dẫn đầu trong việc giành lại phần lớn khu vực Kherson phía Nam từ quân Nga. Các nhà quan sát quân sự Ukraine hoan nghênh việc sa thải tướng Sodon. Ilya Ponomarenko, cựu phóng viên quốc phòng của tờ Kyiv Independent, mô tả ông Sodol là một chỉ huy quân sự cấp cao cực kỳ không được lòng dân. Kính thưa quý vị, theo thông tin từ lực lượng cứu hỏa Hàn Quốc, vụ cháy nhà máy sản xuất pin lithium ở Hoàng Seong sáng ngày 24 tháng 6 đã khiến ít nhất 22 người thiệt mạng và đa số là người mang quốc tịch Trung Quốc. Hãng thông tấn Yonhap dẫn thông tin từ lực lượng cứu hỏa và cảnh sát Hàn Quốc cho hay có 18 người trong tổng số 22 nạn nhân thiệt mạng mang quốc tịch Trung Quốc. Những người còn lại gồm hai công dân Hàn Quốc, một người quốc tịch Lào và một người chưa thể xác định quốc tịch. Việc xác định danh tính của những người thiệt mạng sẽ mất nhiều thời gian do các thi thể đã bị tổn hại nghiêm trọng bởi lửa. Việc xét nghiệm DNA sẽ được thực hiện để nhận diện các nạn nhân. Toàn bộ 22 thi thể đều được phát hiện ở tầng 2 của nhà máy, nơi ngọn lửa bùng phát, giới chức Hàn Quốc cho biết. Bộ ngoại giao Hàn Quốc trong một tuyên bố sau đó nói rằng Cơ quan này sẽ hợp tác chặt chẽ với những quốc gia có người thiệt mạng trong vụ hỏa hoạn để cung cấp sự hỗ trợ cần thiết cho gia đình các nạn nhân. Yonhap nhận định vụ cháy nhà máy chế tạo pin lithium ở Hangwong hôm ngày 24 tháng 6 có thể được coi là tai nạn nhà máy hóa chất tồi tệ nhất lịch sử Hàn Quốc. Bởi khi xảy ra các vụ tai nạn hóa chất, thì các cơ quan chức năng sẽ buộc phải thực hiện nhiều biện pháp nghiêm ngặt nhằm ngăn chất hóa học có thể gây ra thiệt hại thứ cấp cho khu vực xung quanh đặc biệt pin lithium khi cháy sẽ tạo ra một quá trình thoát nhiệt tức là tạo ra nhiệt độ khi giải phóng năng lượng các biện pháp chữa cháy thông thường không đủ khả năng để dập tắt những đám cháy như vậy bởi dù ngọn lửa có vẻ như bề ngoài đã bị dập tắt nhưng bên trong lõi pin vẫn có nhiệt độ lên tới hàng trăm độ c và có thể gây bùng phát một đám cháy khác theo báo cáo sơ bộ từ các cơ quan chức năng hàn quốc có khoảng 35.000 cục pin lithium được cất giữ bên trong nhà máy ở thời điểm hỏa hoạn xảy ra. Vụ cháy một xe ô tô điện sẽ mất khoảng 3 tiếng đồng hồ để dập tắt bằng nước. Với lượng pin lithium chứa bên trong nhà máy, việc dập tắt đám cháy là vô cùng khó khăn. Giáo sư Kong Ha Sung làm việc tại Đại học U Hàn Quốc nói. Ở một diễn biến khác, giới lãnh đạo Hàn Quốc trong đó có Tổng thống Yoon Suk-yeol đã tới thị sát hiện trường vụ hỏa hoạn tôi xin chia buồn với gia đình những người tử nạn tôi đã ra chỉ thị yêu cầu điều tra nguyên nhân gây ra vụ hỏa hoạn ông yun nói với truyền thông hàn quốc